xin info loại hút ạ. Đã dùng và đã vứt, hút kính vẫn hơn. Nói chung là tiền nào của nấy các bạn. Đây, cái bộ hút kính mà các bác nói là cái này. Em bỏ hộp ra mất rồi. Nó gọi là 3 trong 1, với cái này có thể hút kính được này, còn cái này có thể gắn được cửa gió. Chất lượng hoàn thiện tốt hơn rất là nhiều luôn, cứng cáp chắc chắn. Cái giá đỡ ở cửa gió nó cũng có những cái phần nó đỡ rất là cẩn thận. Thì bây giờ em sẽ lắp thử cho các bác xem luôn nhé. Cái này cũng rất nhiều các bác dùng, đặc biệt là các bác dịch vụ, anh em xe tải họ dùng rất là nhiều. Vặn chặt nó lại này. Trong trường hợp mà các bác thích dùng để cửa gió điều hòa thì đây, đấy, cái phần ngoàm này sẽ giữ chặt hơn rất là nhiều. Rồi. Đây nha các bác. Đấy. Nhìn nó chặt chẽ hơn. Đây nha các bác. Đấy, bóp một cái này. Bóp này em mở này, đặt điện thoại vào này. Đấy, nó chắc chắn hơn rất là nhiều. Đấy, không bao giờ sợ rơi cả. Đấy. Nếu mà không thích kiểu này thì các bác hoàn toàn có thể sử dụng cái hút kính này. Thì bây giờ em sẽ lắp hút kính nhá. Đấy, muốn lắp hút kính thì các bác phải tháo cái kẹp cửa gió ra. Cái hút kính này là nó rất là chặt. Các bác có thể hút ở trên mặt kính như này. Đấy, hút tại khu vực kính này, kính chỗ này, hoặc là nhiều bác mà táp lô trơn ấy, là mình hút luôn cả táp lô nhé. Cái hay nữa là cái này nó có thể kéo dài được. Đấy. Em sẽ để thử hút ở đâu được nhỉ? Thử hút ở trên mặt kính ở trước đây. Ây! Cực kỳ chặt luôn. Cố định một này, cố định hai này, mở ra này, điện thoại vào. Đây các bác, đấy, chào đâu ạ. Đây các bác, nói chung là tiền nào của nấy mà, đúng không ạ? Nhưng mà vẫn dưới 100 nghìn. Wow.